Chào nị. Nị ơi, thường thì nị thấy người ta hay du lịch ở đâu nị? Kế bên bàn làm việc nè, phòng khách, nhà bếp, vân vân. Nhưng mà nị có bao giờ thấy ai treo lịch trong toilet chưa? Ở Hà Lan người ta thường treo vậy á nị. Cuốn lịch này á trong tiếng Hà Lan gọi là Vierjaarskalender, nghĩa là lịch sinh nhật. Dùng để nhắc nhở mình á ngày sinh của người thân và bạn bè được ghi ở trong đó. Cuốn lịch này á khác cuốn lịch thường ở chỗ á là nó chỉ có ngày tháng chứ không có thứ. Nếu như trong cuốn lịch bình thường á thì sẽ có thứ, ngày, tháng. Thì ví dụ như năm nay ngày 27 tháng 1 á là thứ năm, nhưng mà sang năm sau á thì có thể ngày 27 tháng 1 là ngày thứ sáu, không còn là ngày thứ năm nữa. Nên đó là lý do sao mình cứ phải thay lịch mỗi năm là vậy á nị. Còn cuốn lịch sinh nhật của người Hà Lan này á thì do nó không có thứ, chỉ có ngày tháng thôi nên mình có thể sử dụng nó từ năm này sang năm khác luôn. Và lý do treo nó trong toilet á là vì á đây á là chỗ mà mọi người phải vào trong đó ngồi mỗi ngày, thì mỗi lần ngồi vậy á thì sẽ thấy cuốn lịch và sẽ nhớ được ngày sinh của những người sinh trong tháng đó để chuẩn bị quà nè hoặc là chúc mừng sinh nhật người ta. Thì cô thấy cái phong tục này á rất là dễ thương và thực tế nữa nha. Còn nị thì sao? Nị thấy sao? Nị có tính thử treo cuốn lịch nào trong toilet giống vậy không nị? Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.